sơ tánh bổn thị tánh tương cận tập tương viện ừ. nghiên cứu học tập tam tự kinh tiên sinh từ tịnh dân chủ giảng tập sáng xin chào các tiên sinh các nữ sĩ cùng các bạn nhỏ thân mến mời nhìn vào sách tam tự kinh lần trước đã dạng đến tam tài giả thiên địa nhân hôm nay đọc tiếp phần bên dưới tam quan giả nhật nguyệt tinh bắt đầu từ câu này tam tài giả là nói về thiên địa nhân các bạn nhỏ chúng ta khi đã đi học rồi thì sẽ biết con người chúng ta sống giữa trời đất này. Con người có thể sánh ngang với trời đất. Trời thì cung cấp cho dạng vật sanh trưởng trên mặt đất. Một cách chí công vô tư mặt đất cũng vậy. Vì thế trời đất có đức hiếu sanh. Chúng không hề đòi hỏi bất kỳ người nào, bất kỳ động vật nào, bất kỳ hoa cỏ, cây cối nào. Mà chúng luôn giúp dạng vật đều có thể sanh tồn phát triển. Con người chúng ta sống giữa đất trời. Chúng ta là linh hồn dạng vật. Do đó chúng ta cũng phải học theo tâm du tư của trời đất khi đối nhân sự thế. Đối với tất cả sự vật đều phải biết cống hiến. Nói về tam tài thì có ý nghĩa như vậy. hôm nay nói đến tam quan giả tam quan giả là gì tức là nhật nguyệt tinh nhật tức là mặt trời nguyệt tức là mặt trăng ngoài mặt trời mặt trăng ra thì trên trời còn có rất nhiều ngôi sao bây giờ các nhà thiên văn học có nói trong không gian có rất nhiều tinh cầu chúng ta phải biết điều này có nghĩa là gì mặt trời mặt trăng có quan hệ mật thiết với con người chúng ta với trái đất chúng ta ánh sáng mặt trời mà con người chúng ta nhận được trên trái đất cũng là đến từ mặt trời. Vào lúc ban đêm trời tối thì có mặt trăng chiếu sáng. Cho nên mặt trời, mặt trăng đối với loài người chúng ta đối với dạng vật đều có một tác dụng vô cùng quan trọng còn về các ngôi sao ngôi sao cũng như vậy tức là vào ban đêm những lúc không có mặt trăng thì rất nhiều ngôi sao trên bầu trời vẫn có tác dụng chiếu sáng cho mặt đất trên bầu trời thì nói đến ba nguồn ánh sáng này con người thời nay thì nghiên cứu về thiên văn học hồi xưa cũng nói đến điều này nói về ba ánh sáng này nói về mặt trời mặt trăng và ngôi sao dùng mặt trời mặt trăng và ngôi sao để làm đại diện mà thôi vì ba nguồn sáng này đối với dạng vật trên trái đất chúng ta đối với cuộc sống thường ngày của con người chúng ta có quan hệ mật thiết nhất với cuộc sống hàng ngày chúng ta không thể sống thiếu ba nguồn sáng trên bầu trời này ngoài con người ra những loài động vật thực vật khác cũng đều không sống thiếu được những thiên thể đó chúng có quan hệ vô cùng mật thiết ngoài việc nghiên cứu ba nguồn sáng này ngoài việc nghiên cứu những tinh cầu ở trong thái không của những nhà thiên văn học hiện nay dân tộc chúng ta trước đây nghiên cứu về ba nguồn sáng này nó giúp cho chúng ta quan sát thái không biết rằng chúng có quan hệ mật thiết với con người chúng ta đó là quan hệ mật thiết gì mặt trời mặt trăng ngôi sao ví dụ những lúc có nhật thực nguyệt thực những lúc thời tiết thay đổi thì những ngôi sao trên bầu trời cũng thay đổi có khi phát sáng có khi lại bị mây mù che khuất những hiện tượng thiên văn này người nghiên cứu thiên văn hồi xưa họ đã nghiên cứu rất là kỹ càng về những việc của con người chúng ta trên thế gian này vì rất nhiều mối quan hệ giữa con người và sự vật nghiên cứu cái gì văn hóa truyền thống chúng ta đều nói dạng vật đều là một tác dụng được phản ánh ra bởi tâm lý của chúng ta tức là con người chúng ta có tâm lý gì thì sẽ phản ánh vào thế giới tự nhiên này chúng cũng sẽ có những hiện tượng tương ứng như nói về ba nguồn sáng này mặt trời mặt trăng ngôi sao chúng vẫn luôn vận chuyển bình thường ở đó nếu như vận chuyển không bình thường thì những chuyên gia chuyên môn nghiên cứu thiên văn hồi xưa họ sẽ biết được nhân tâm của những người bình thường như chúng ta nhất là những thiên tử còn tại vị trong thời đó và chư hầu các nước bởi vì những người tại vị này sức ảnh hưởng của họ là vô cùng lớn lao cho nên tâm lý của họ cho đến sự giáo dục chính trị trong thế gian hoặc sẽ phù hợp với lý tưởng hoặc sẽ có điều kiếm khuyết thì những lúc này đây từ phương diện thiên văn cũng sẽ nhìn thấy được nếu nghiên cứu từ phương diện này thì có thể nói là nó không giống với việc nghiên cứu thiên văn học thuần túy như hiện nay chỉ quan sát khí tượng mà không chỉ như thế nó có rất nhiều ý nghĩa nghiên cứu bên trong đó như những tình hình này chúng ta là người làm phụ huynh là người làm giáo viên trong trường khi dạy các em nhỏ đọc tam tự kinh thì phải đem ý nghĩa này ra giảng giải cho các em hiểu tiếp theo là tam cương giả quân thần giả phụ tử thân phu phụ thuận đây là nói về việc của con người vậy tam cương là cái gì tam cương là một cương lĩnh có hệ thống cương lĩnh này khi đã được xây dựng thì một số sự việc sẽ có trình tự mà không bị lộn xộn cương lĩnh này đối với con người chúng ta mà nói thì có ba loại đó là ba loại gì tiếp sau đó đã nói quân thần nghĩa phụ tử thân phu phụ thuận sợ dĩ có tam cương này là bởi vì căn cứ theo những người học trò thời nhà Hán tức là Nho Gia Nho Gia đã cùng viết nên một quyển sách tên là Bạch Hổ Thông Bạch là màu sắc là màu trắng. Hổ thì là con cọp, là mảnh hổ. Thông là từ thông trong từ giao thông. Họ đã viết một quyển Bạch Hổ Thông. Trong Bạch Hổ Thông có nói đến Tam Cương này. Một là quân thần. Quân là cương lĩnh của thần tử. Trong gia đình thì có quan hệ giữa cha và con người cha là cương lĩnh của người con và kết cấu căn bản nhất trong một gia đình chính là vợ chồng người chồng là cương lĩnh của người vợ tại sao lại có ba cương lĩnh này khi lập nên cương lĩnh này thì họ đã nêu ra ba mối quan hệ đối đãi với nhau trong ba mối quan hệ đối đãi này thì quân thần là thuộc về bên ngoài gia tộc tức là về phương diện chính trị quân thần là quan hệ trên dưới quân thần quân ở trong một triều đình thì có lẽ là sẽ lấy họ làm chủ thể họ sẽ thống lĩnh các thần tử lớn bé trong triều đình họ là cương lĩnh của thần tử còn cha con sống trong một gia đình cha con cũng là một mối quan hệ trên dưới trong gia đình thì phụ huynh chính là người cha do đó người cha sẽ là cương lĩnh của người con còn vợ chồng là một mối quan hệ bình đẳng người ta gọi là vu thê người vợ bình đẳng với người chồng giống như chữ tề trong từ chỉnh tề vậy vợ chồng tức là người vợ và người chồng là mối quan hệ bình đẳng mặc dù là bình đẳng nhưng vẫn phải có cương lĩnh Người chồng là cương lệnh của người vợ. Chữ cương này phải chú ý đến một chữ đó là chữ chánh. Chánh chánh, đáng đáng. Về quân thần, trong triều đình thì quân là cương lệnh của thần tử. Người làm quân chủ, người làm vua thì tất thảy đều phải công chánh. Không có một mảy may tơ hào, hành vi cử chỉ tự tư tự lợi nào tất cả mọi việc mà họ suy nghĩ mà họ làm đều là gì đại chúng người làm thiên tử tức là phải làm việc vì mọi người trong thiên hạ người làm quốc quân thì phải làm việc cho cả nước vì thế không được vì bản thân của mình đó là quân quân thần nghĩa tức là người làm vua phải biết giữ gìn chánh nghĩa này còn cha con thì sao trong một gia đình người cha cũng phải chánh cũng phải giữ gìn chữ chánh này người cha trong một gia đình phải biết làm tròn tấm lòng từ ái làm tròn trách nhiệm và làm tròn bổn phận đối với con cái làm tròn tâm từ ái hơn nữa nếu như có đến mấy người con thì đối với con trưởng cũng vậy đối với những người con thứ và con út khác cũng vậy đều phải luôn luôn công bằng thương yêu các con của mình không được có tâm thiên vị tại sao như vậy những người trước đây thường không tránh khỏi chuyện này những người làm cha làm mẹ có người thì hoặc là vô cùng thương yêu con trưởng hoặc là đến sau cùng thì vô cùng thương yêu người con út thường xảy ra những tình trạng này hoặc là thế nào có thể sẽ khá coi trọng con trai mà không coi trọng con gái như vậy đều là không đúng cho nên trong một gia đình người cha là cương lĩnh của cả nhà là cương lĩnh của con cái thì họ phải công chánh và bình đẳng mà làm tròn bổn phận của một người cha phải biết làm chủ gia chánh trong một gia đình phải giữ gìn chữ chánh này đối với vợ chồng giữa hai vợ chồng cố nhiên là một mối quan hệ bình đẳng thế nhưng trong sự bình đẳng đó vẫn phải có một người đứng ra để làm đại diện đại diện này chính là người chồng người chồng cũng phải giữ vững chữ chánh của người chồng ví dụ như bây giờ tất nhiên nhất định phải nói vợ chồng đều là bình đẳng với nhau thật ra trong văn hóa truyền thống cổ đại cũng nói như vậy hai chữ vợ chồng này vợ là gì vợ là người ngang bằng với chồng hai vợ chồng ngang bằng với nhau và lấy người chồng ra làm đại diện người chồng đại diện cho điều gì cũng là đại diện cho một chữ chánh người chồng yêu cầu người vợ phải giữ lấy bổn phận của người vợ, người vợ cũng yêu cầu người chồng giữ lấy bổn phận của người chồng. Đây tức là lễ tiết được quy định, từ thời nhà Chu, quy định về hôn lễ thì cũng đã yêu cầu như vậy. Nói về lễ tiết quốc gia thì có sự yêu cầu như vậy. Nhưng nói về sự tu dưỡng của cá nhân, nói về sự tu dưỡng cá nhân của hai vợ chồng, bất luận là người chồng hay người vợ, thì đều không cần yêu cầu đối phương, mà chỉ yêu cầu bản thân mình, tự mình phải làm tròn bổn phận của mình. Vì việc tự mình làm tròn bổn phận của chính mình, nói về người chồng thì bản thân họ trước tiên phải là một mô phạm phải là một chữ chánh phải là một tấm gương đây là nói về tam cương tam cương này được xây dựng nên trong gia đình từ vợ chồng đến cha con đến anh chị em trong một gia đình thì gọi là tề gia tề gia nhất định là phải có luân lý tất cả đều phải vào quỹ đạo như vậy thì những sai lầm hoặc những chuyện lộn xộn khác đều không thể nào xảy ra được ở bên ngoài thì có quân thần về quân thần trong sự giáo dục chính trị chỉ cần người làm quân chủ là một mô phạm quân chủ chánh rồi thì thần tử tự nhiên sẽ chánh theo nếu như quân thần đều chánh thì thiên hạ quốc gia lão ba tánh bình dân tất nhiên cũng sẽ học theo tất thảy đều sẽ công chánh do đó nói về tam cương nói về văn hóa truyền thống tam cương trong những sự việc của con người thì phải nhấn mạnh những ý nghĩa về phương diện này điều này chỉ là những điều mà con người chúng ta thường lý giải tức là những trình tự trong quan hệ giữa người và người cương lĩnh nói đến trong phương diện này nếu như nghiên cứu sâu hơn một chút nữa thì giữ những cương lĩnh này bất luận là những người ở phương diện nào tam cương này đều đã bao hàm cả ngũ luân trong đó quân thần khi nói về quân thần thì mối quan hệ bạn bè trong xã hội cũng tự nhiên bao hàm bên trong đó trong gia đình thì nói về cha con vợ chồng tự nhiên cũng sẽ bao hàm anh chị em ở trong đó đó là mối quan hệ ngũ luân trong mối quan hệ ngũ luân chỉ cần bất kỳ một bên nào giữ gìn được những cương thường này cương thường tức là tam cương bất luận là thời cổ đại hay những thời kỳ sau đó cho đến thời chúng ta hiện nay bây giờ chúng ta nhắc đến tam cương thì hình như không còn dùng được trong xã hội hiện nay nữa trên thực tế thì vẫn không thể nào thiếu được có tam cương này thì trật tự trong gia đình trật tự trong xã hội trật tự trong chính phủ đều hoàn hảo không khiếm khuyết không cần đến sự quy định của pháp luật trong thời cổ đại thì nó là lễ. Dùng lễ nhạc để làm quy phạm. Nếu dùng lễ nhạc để làm quy phạm, thì cảnh giới cao nhất mà lễ nhạc nói đến. Đó chính là bước vào thế giới tâm linh của chúng ta. Bước vào thế giới tâm linh thì tức là có thể đi theo con đường học tập trở thành thánh nhân, thiện nhân bởi vậy những người tu đạo chúng ta phải hiểu rõ tam cương này ngoài việc hiểu rõ ý nghĩa của nó trong thế gian trong xã hội gia đình con người nó sẽ xây dựng được một trật tự hoàn hảo gia đình xã hội sẽ không bị loạn ngoài điều này ra điều quan trọng nhất đối với người tu đạo chúng ta tức là từ việc tất cả mọi điều đều có quy củ đều có trật tự chúng sẽ giúp đỡ tâm lý của người tu đạo chúng ta từ một phương hướng có trật tự này mà dụng công tự nhiên tâm họ sẽ không bị loạn không bị loạn thì họ sẽ sanh khởi được định lực khi đã có định lực thì họ có thể từng bước từng bước khai mở trí huệ của mình do đó cương lĩnh là nói về ba phương diện này trên thực tế thì bao gồm cả ngũ luân con người chúng ta trên thế gian này bất kỳ một người nào tam cương này tức là phải xem chúng ta đang sống ở địa vị nào thì phải luôn làm tròn bổn phận nên có ở địa vị đó đó tức là từ một trật tự thông thường trong thế gian mà bước vào một quy củ của người tu đạo như chúng ta giúp đỡ chúng ta có định lực khai mở trí huệ ở đây nếu chúng ta nghiên cứu về tam cương thì phải hạ công phu từ bản thân mình phải bắt đầu từ trong gia đình của chính mình sau đó là vào xã hội lúc nào cũng giữ được những cương lĩnh đã nói trên đây bản thân mình khi bắt đầu làm đã có hiệu quả có hiệu quả rồi thì mình sẽ có tính tâm trên thế gian này chúng ta qua lại với người khác trên thế gian này chúng ta làm bất kỳ việc gì thì cảnh giới đó cũng lập tức liền thay đổi tâm lý của chúng ta sẽ luôn luôn không bao giờ bị động loạn tâm bất loạn thì tức là tất cả mọi điều lý tánh đều sẽ tự nhiên thời thời khắc khắc khởi tác dụng khi làm bất kỳ việc gì nếu chúng ta đều luôn phát huy tác dụng từ lý tánh thì trên thế gian này chúng ta làm việc gì cũng không bị chướng ngại tu đạo cũng không bị chướng ngại cho nên khi bản thân mình bắt đầu làm thì sẽ thể hội được điều này tiếp theo là nói về thiên thời thiên thời là nói về bốn mùa giết xuân hạ giết thu đông thử tứ thời giận bất cùng ở đây nói rằng một năm có bốn mùa bốn mùa là xuân hạ thu đông mùa là gì một mùa là có ba tháng mùa xuân có ba tháng ba tháng mùa xuân thì có ba chữ dùng làm đại diện tháng giêng gọi là mạnh xuân mạnh tức là chữ mạnh trong mạnh tử chữ mạnh trong mạnh tử khổng tử mạnh xuân tháng hai gọi là trọng xuân trọng là chữ trọng có bộ nhân đứng cộng với một chữ trung tháng ba gọi là quý xuân chữ quý trong từ tứ quý Mùa xuân thì có ba tháng mạnh, trọng, quý như vậy. Mùa hạ cũng thế. Tháng tư gọi là mạnh hạ. Tháng năm là trọng hạ. Tháng sáu là quý hạ. Mùa thu, mùa đông cũng vậy. Đều có ba tháng mạnh, trọng, quý. Cộng lại sẽ thành một năm gồm 12 tháng. Ở đây đã đem 12 tháng này đơn giản hóa thành bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Bốn mùa đã được quy định như thế nào? Vào thời truyền thống cổ đại, chúng ta bất luận là trong triều đại nào khi triều đại đó vừa mới bắt đầu họ đều thành lập triều đại của mình vào tháng giêng trong một năm họ sẽ lấy tháng nào đó để làm tháng giêng của mình điều này đã có từ thời ngũ đế trước đây có điều nếu nói đến thời ngũ đế thì quá là xa xôi chúng ta chỉ nói bắt đầu từ thời tam dương tam dương tức là ba triều đại hạ thương chu thời nhà hạ đã bắt đầu từ đâu chúng ta xem cái này bây giờ mọi người đều có đồng hồ quý vị xem cái đồng hồ tròn tròn một vòng tròn trên đó từ 12 giờ trưa. Quay về bên phải như thế này. Sau 12 giờ sẽ là 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ. 6 giờ thì kim đồng hồ sẽ chỉ đối diện với 12 giờ, 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ. 9 giờ thì lại đối diện với 3 giờ. Sau 9 giờ sẽ là 10 giờ, 11 giờ, rồi lại quay về 12 giờ. Chúng ta ghi nhớ 12 canh giờ của đồng hồ. 12 canh giờ này. Thời cổ đại thì nói về thiên can địa chi thiên can địa chi địa chi tức là tý sửu dần mẹo thình, tỵ ngọ mùi thân dậu tuất thời tý bắt đầu từ đâu tý bắt đầu từ 12 giờ sửu sẽ là một giờ dần là giờ thứ ba giờ thứ ba, rồi bắt đầu quay tiếp, quay đến giờ ngọ. Giờ ngọ sẽ là giờ thứ sáu. Ngọ và tí vừa hay sẽ đối diện nhau, rồi lại quay tiếp theo hướng đó. Mùi thân dậu, dậu sẽ đối diện với dần. Sau đó là dậu tuất hợi. Chúng ta quy định vị trí cho 12 kênh giờ này và 12 tháng này sau khi đã quy định xong. Nói về tháng viên của ba triệu đại này. Nói về tháng viên. thời nhà hạ là bắt đầu từ giờ dần thời nhà thương bắt đầu từ giờ sửu thời nhà chu bắt đầu từ giờ tý ba kinh giờ này sau đó đến thời của chúng ta mặc dù thời nhà chu bắt đầu từ giờ tí xem giờ tí là tháng giêng về sau mãi cho đến bây giờ lịch âm của chúng ta thì tháng giêng vẫn là tháng kiến dần chữ kiến trong từ kiến dần này là chỉ chòm sao bắt đầu trên bầu trời bắt đầu có bảy ngôi sao trong bảy ngôi sao đó từ ngôi thứ nhất đến ngôi thứ tư bốn ngôi sao này là đậu tiêu tử từ ngôi thứ năm đến ngôi thứ bảy gọi là đậu bính khi chồng sao đậu bính này chỉ hướng về Tức là nếu chòm sao đậu bính thuộc chòm sao bắt đầu thức tinh trên bầu trời, chỉ về hướng giờ dần. Tức là nói về mấy canh giờ đó. Thì có nghĩa là tháng giêng sẽ gọi là tháng kiến dần. Chữ kiến này tức là bắt đầu đậu bính chỉ hướng về tháng nào, thì tháng đó sẽ gọi là kiến, tức là dùng chữ kiến này mà gọi. Vì nên thời hạ là tháng kiến dần. Bây giờ, chúng ta dùng lịch âm, tức là dùng tháng kiến dần. Tại sao lại dùng tháng kiến dần? Tháng viên, tháng kiến dần. Bắt đầu từ tháng viên, thì tiết trời sẽ dần trở nên ấm áp. Sau đó từ tháng giêng, tháng 2, tháng 3, thời tiết là 3 tháng mùa xuân dừa hay sẽ phù hợp với vụ mùa canh tác ở nông thôn. Thời tiết bắt đầu một năm, dừa hay lại thuận tiện cho việc canh tác. Sau đó, đã lấy kiến dần của thời nhà Hạ làm tháng duyên. Sau khi bốn mùa xuân Hạ thu đông đã được hình thành, tháng giêng tức là tháng kiến dần sau đó từ tháng giêng tháng hai tháng ba ba tháng mùa xuân này là lúc để dạng vật sinh trưởng đến mùa hạ thì sinh trưởng càng xum xuê tức là khi đậu bính chỉ về phương nam khi đến mùa thu đậu bính của bắt đậu chỉ về phương Tây. Đây là lúc dạng vật thu gom lại. Đến mùa đông, thì đậu bính chỉ về phương Bắc. Tất cả dạng vật bắt đầu tàn trữ. đó gọi là bốn mùa bốn mùa tức là bốn mùa xuân hạ thu đông sau mùa xuân là mùa hạ mùa hạ đến mùa thu mùa thu đến mùa đông nối tiếp mùa đông lại là mùa xuân gọi là thử tứ thời dựng bất cùng dựng tức là bốn mùa đang dựng hành ở đó bốn mùa đang tuần hoàng ở đó tuần hoàn, tức là trên bầu trời của chúng ta, giống như đậu bính của bắt đậu. Thuận theo một năm 12 tháng, đi theo vòng tròn của đồng hồ. Chúng ta quan sát và suy đoán như vậy. Tức là nó ở đó vận chuyển tuần hoàn không ngừng. Vận chuyển không ngừng thì có lạnh, có nóng, cũng có sự ấm áp của hai mùa xuân thu nghiên cứu về bốn mùa này thì có rất nhiều hàm nghĩa trong đó khi chúng ta dạy các em nhỏ dạy các em học sinh ngoài việc nói về sự thay đổi bốn mùa này ra có thể nói thêm về văn hóa truyền thống mượn tất cả các sự việc trên thế gian để tượng trưng cho rất nhiều hàm nghĩa những hàm nghĩa này những người làm phụ huynh làm giáo viên có thể tùy theo tuổi tác của các em nhỏ đã đến độ tuổi nào các em ý giải được đến mức độ nào bất kỳ lúc nào cũng có thể nói với các em khi nói đến chỗ đơn giản nhất chúng ta hiểu là bốn mùa xuân hạ thu đông này có khí hậu khác nhau bây giờ chúng ta ở đài loan thì cảm thấy không rõ rệt cho lắm còn ở đại lục thì bốn mùa xuân hạ thu đông nhất là ở khu vực trung nguyên bốn mùa rõ rệt như nói về việc mặc quần áo mùa xuân thì mặc quần áo có hai lớp gọi là áo kép mùa hạ thì mặc áo đơn mùa thu cũng giống như mùa xuân mùa thu cũng mặc áo kép đến mùa đông thì sẽ mặc áo bông những người bình thường thì mặc áo bông những nhà giàu có thì mặc áo da bốn mùa sẽ mặc quần áo khác nhau vừa là mặc quần áo khác nhau bình thường người ta đối với chuyện ăn uống đi ở của mình cũng có khác biệt mùa xuân nên ăn những thức ăn gì mùa thu nên ăn những thức ăn gì đều rất coi trọng coi trọng vệ sinh ăn uống đều phải chú ý không nói đến việc khác chỉ nói về việc chúng ta uống trà ở lục địa thì nấu nước sôi nói về việc nấu nước sôi dùng để pha trà chúng ta ở đài loan nấu nước sôi thì dùng điện để nấu hoặc là dùng khí ga để nấu việc này vào thời cổ đại tuyệt đối sẽ không dám dùng lửa để nấu nước người xưa chú trọng việc gì phải dùng văn quả gọi là văn quả. Văn tức là văn trong từ văn giỏ. Giỏ hỏa là lửa lớn, lửa mạnh. Văn hỏa là dùng cái gì? Dùng cỏ. Dùng cỏ khô. Những đám cỏ được phơi khô. Hoặc là lá cây, đại loại như thế, nếu muốn đốt lâu hơn tí nữa thì dùng củi. Dùng củi gỗ hoặc là củi than. Như nói về củi than thì chúng cũng có phân ra nhiều loại. Những loại gỗ nào đốt thành than, những loại than nào đốt được sức lửa như thế nào, có yếu, có vừa vừa, có mạnh những loại này đều khác nhau